4 lưu ý phải nhớ để mở cửa hàng thành công. Muốn mở cửa hàng mới thì có rất nhiều vấn đề phát sinh rất khó lường trước. Từ việc thiếu hụt tài chính đến việc quản lý con người, cũng như làm sao để quản lý cửa hàng hoạt động tốt nhất. Nếu không thành công, không chỉ mất mát về tài chính, tiền bạc mà còn ảnh hưởng đến sinh hoạt của bản thân và gia đình. Vậy, bạn cần phải làm gì để chuẩn bị cho sự ra đời của một cửa hàng mới? Liệu đã đúng thời điểm chưa? Và bạn có thể đã bỏ sót điều gì chăng? 1. Tìm nguồn đầu tư cho cửa hàng mới. Điều đầu tiên để mở một cửa hàng mới là nguồn vốn. Bạn cần lập bản kế hoạch liệt kê tất cả các khoản chi cần thiết từ nguồn vốn. Tiền thuê nhà, mặt bằng, điện, nước, nhập hàng, nhân viên, thuế và vân vân. Và tất cả những khoản chi nhỏ khác. Khi đã xác định được những nhu cầu về vốn thì bạn mới có thể tìm được nguồn vốn phù hợp. Bạn có thể sử dụng nguồn vốn cá nhân của mình nếu không muốn vay vốn. Ngoài ra bạn có thể tìm nguồn vốn đầu tư bên ngoài hoặc vay vốn kinh doanh từ những ngân hàng vay vốn. Khi đó, bạn cũng có thể xác định được mình cần bao nhiêu vốn để có thể mở một cửa hàng mới. 2. Quản lý cửa hàng. Khi quyết định mở một cửa hàng mới, bạn phải trang bị cho mình những kiến thức về tổ chức và quản lý nhân sự. Bạn phải có những chương trình đào tạo chuyên nghiệp và những chính sách hỗ trợ phù hợp để giữ chân nhân viên, giúp họ làm việc hiệu quả hơn. Xây dựng hệ thống quản lý nhân viên hiệu quả, hoặc bạn cũng có thể quản lý dựa trên phần mềm quản lý hiện nay. Nó sẽ thay thế bạn .com. Bạn cũng có thể thông qua nó xem được ai là người bán hàng tốt để có những chính sách lương thưởng phù hợp. 3. Quản lý kho và báo cáo đồng bộ. Sẽ có nhiều trường hợp phát sinh diễn ra mà bạn không hề biết trước. Bạn cần đồng bộ thông tin để có thể quản lý tốt, nắm bắt kịp thời những sự việc phát sinh để có thể kịp thời xử lý vấn đề. Sử dụng những dụng cụ thông minh như điện thoại, laptop để có thể quản lý cửa hàng từ xa. Bạn cũng có thể xem được hiệu suất hoạt động của cửa hàng thông qua những dụng cụ thông minh này. 4. Duy trì tính nhất quán của cửa hàng. Bạn cần phải xác định được cửa hàng bạn đang kinh doanh là cửa hàng gì, mục đích của bạn là gì, đối tượng khách hàng mà bạn hướng tới là những ai. Bạn mang lại được gì cho khách hàng? Bạn phải đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều biết được rõ ràng quy cách hoạt động của cửa hàng, biết được mục tiêu mà cửa hàng bạn hướng tới để đảm bảo thành công. Việc mở cửa hàng mới đòi hỏi sự cân nhắc cẩn thận và kỹ lưỡng, vì khối lượng công việc của người chủ quản gần như tăng gấp đôi trong khi thời gian vẫn vậy. Để quản lý tốt, cần có phương pháp quản lý phù hợp.